Cô chú ơi, chay đi chơi nè cô chú ơi. Khoe cô chú xe mới coi chay. Đó, xe có xe mới nữa. Quá trời màu luôn, một chiếc màu hồng, một chiếc màu xanh, giờ có thêm một chiếc màu đỏ nữa. Mà cái chiếc này thì cái gì? Nắng quá hả? Nắng đi cho cái da nó đen đen cho đẹp. Nhưng mà cái xe này là có cái thiết kế mà vậy là chỉ cho mình đẩy đi được, chứ mấy chiếc xe kia mình phải cúi cái người xuống mình đẩy mệt lắm, khó chịu lắm. Nên là cái chiếc xe này nè, đáng lẽ bằng cái độ tuổi chay người ta đã đạp được cái xe này rồi, mà bà tại bà nhỏ con quá, tới độ tuổi này bà đạp bà hỏng chân nên là bà đạp không được, bà đòi đẩy. Có được không? Đi. Hả? Bây giờ mày đẩy chay đi cho cô chú coi nha. Đi đi lên 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 lên. Thôi bây giờ thôi mày nè. Mày mượn mày chạy thử nha. Wow. Hả? Sao? Trời ơi, xe này mày chạy được nè chay hả? Rồi leo lên. À đeo cho con hả? Con đeo lên đi, mày đeo cho. À mày mày đeo con đẩy mày đi hả? Ok. Từ từ nha, để đeo kẹp lên đẹp mới đi nha. Rồi, đi. Đẩy nè đi. Con đẩy mày đi. Yeah. Wow, mạnh quá. Chưa chờ chút. Để mày chuyển camera ở góc khác cho cô chú coi đi, con đẩy mẹ. Chưa nha. Để mày đặt camera góc khác nha. Rồi, tiếp tục. Con đẩy mẹ đi. Rồi, đi. Được, đẩy đi. Thôi mày tự đạp. Mày tự đạp nha. Trời ơi, hai mày. Con đem camera con đẩy lại đây hả? À con tự xây camera đúng hả? Con xây vậy cô chú đâu thấy đâu. Con phải xây vậy nè, con phải rinh cái camera ha. Cái con để đây, con để thẳng vậy nè. Đó, con để đây rồi mình đi tới là cô chú mới thấy, hiểu không? Thấy chưa? Trời ơi, nó phụ mẹ nó đẩy camera. Rồi, tiếp. Đi. Ây da. Rồi, đẩy camera đúng rồi, quay ngược lại, quay. Quay, bỏ bóng trước á. Rồi. Trời ơi, không, quay camera lên đây, quay camera. Chạy, quay camera chỉ vô mẹ. Quay camera chỉ vô mẹ. Nữa, quay nữa. Rồi, ok. Vậy là quá đẹp rồi. Trời ơi, cô chú thấy chay tự chỉ camera không? Ok, let's go. What? Ok, rồi bây giờ chỉ camera tiếp. Trời ơi, bây giờ chỉ camera ra tiếp kìa. Kìa camera. Ok. Cầm camera lẹ lên. Để trước. Rồi quay camera lại mẹ nha, quay camera này. Quay lại. Đó, đúng rồi. Giỏi quá. Đi tiếp. Ok, let's go. Ok. Để xuống đẩy. Thôi đừng có để xuống, nãy giờ để xuống mấy lần rồi, giờ thôi. Bây giờ tự đi, giờ tự đi chứ để xuống nãy giờ lâu rồi. Đi học. Gì vậy? Yeah, gì vậy? Nè con. Cảm ơn mẹ. Chạy đi, look at the snake. Chạy đi, you see the snake? Ooh. Yeah. Oh, yeah. No, go away. It's okay. Yeah. Yep. Thấy chưa cô chú, con nắng ghê chưa? Wow. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nữa nè cô chú ơi. Cô chú thấy hôm nay chay mặc cái đầm này đẹp không? Chay à, mẹ đó đừng có lại gần gắn mà nó còn cứ kiếm gắn hoài tại. Chay nói chay gắn. Chay, nói gắn. Gắn. Nói đúng mà. Đúng tè bắt con gắn, bỏ gỗ.
đẹp trai này hồi bữa là mấy chị nghe anh đẹp trai nha. Anh này ra đây chơi xuống nha. Không phong cho mình một chuyện mà lo chạc gì anh nè. Cái gì? Tại mẹ muốn thấy sống người ta cái mẹ muốn mua này. Mẹ cầm mua này. Mua nào? Mua chiếu. Mua chiếu chiếu à? Chiếu là mua súng hả? Chay nhảy xuống sông không? Sao vậy? Sao không nhảy xuống? Yeah, it's so clear. What's your name? Jacob. Jacob. Nice to meet you. I'm Nini. No school, huh? No. How old are you, Jacob? 13. Oh, you're 13 years old? Yeah. Ah, Jacob 13 tuổi. I'm a Jacob. I live right there, so come and hang out sometime. Okay? What's that thing around your neck? Oh, that's a... Yeah, it's a beautiful day today. Jade, did you say hi to Jacob? Say hi, my name is Jade. Đi đâu đi cà thang ta vậy? Tôi cầm bánh cà thang. Rồi nó tính là cái SMR hay gì á, gắn video ngay chỗ đó nó cắn bánh. Cà rột. Cái cô chú nghe được cái mùi bánh này sao á? Nghe được cái tiếng bánh. Con muốn mày làm cái kênh ASMR cho Jade nha. Chị đang mang giày con gì á? Đang cần chưa? Đúng rồi. Where's your friend? The one that I saw. Oh, he's from. He's. I think he's from. Oh, okay. Đây đi vô con ơi, chứ đứng vòng vòng ngoài đây chỉ rồi. Đó, cái nhà kia đang xây cái trời, cái nhà đó đang xây bự trời má lửa luôn kìa. Nóng. Nóng không? Dạ. Ừ, tại vì nắng mà. Nắng phải đi kèm với nóng. Cái nắng mà lạnh là thấy sai rồi đó. Say quá luôn á. Trời ơi, ra ngoài sông rồi, tính để chân chứ. Mà nóng không có để thẳng được, phải cong chân lại. Nhớ khen dở. Bé này học tới nào bữa nay không có đi học mà nó nói không, mà có đi học buồn quá. Đi lang thang vậy đó. So you home every day? Yeah. You have any brother, sister? Yeah. Có anh em gì không? They're not working with us. Why? The dads. Oh, okay. The dads. Oh, and you stay with your mom? Yeah. À. Hỏi có anh em gì không? Nói có nhưng mà không có ở chung, tại vì ba mẹ ly dị nên anh em đi theo ba, còn bé này theo mẹ. So how often you see them? Really? Yeah, I stay here. So they live out. I got my brother actually. I play with another guy. Hỏi mày có gặp anh em mày thường xuyên không? Đến không? Không bao giờ. So where's your mom working? No. Yeah, but she working right now? No. She's home. Yeah, because of the virus. Yeah. Oh, biết vậy, biết vậy cho đồ ăn cho cái nhà của con bé này ta. Để kêu mẹ nó coi. Để nấu coi. I like your cat, Lucky. Oh yeah, how you know that's my cat? I saw him walk around the house. Yeah, yeah, that's my cat. Yeah. Yeah. So why you name him Lucky, a YouTuber? You get luck? No. We found him on the street. Oh, you did? Yeah. JD, they go fishing, JD. I don't see any fish. Well, there were some minnows there, like near the And what's your name?
What? What's your name? Thomas. Thomas? Thomas Strickland. How old are you? 12. Are you guys neighbors? Yeah. Yes, we are literally right next to each other. Wow, that's awesome. Hai đứa này là gần nhà nhau luôn, sát bên luôn. Đứa 13, đứa 14 rồi, chơi gì đó. Vui chứ, vậy có lấy không? Where? Big fish? Yeah, there's a big fish over there. Let me see. Where? You see it over there? Cháy. Đi vô nè. Yep. Đem đi về cũng cực lắm, đi về lấy áo phao đồ mặc vô rồi lấy đồ đồ này kia khác nọ mặc vô dữ lắm, cực lắm. Cuối cùng không có con cá nào. Cẩn thận lắm, mặc áo phao đồ này kia nọ, làm dữ tợn lắm. Ngon con, sao nãy giờ ăn im lặng vậy? Hả, ngon không? Sao nay im lặng dữ vậy, người ta gắn cho cái Migo để nói chuyện rồi mà im lặng quá. Đi đâu rồi, tính đi theo mấy anh hay gì vậy? Ô, có một cô bé ngồi ở trong này coi iPad. Cô bé đã đi mệt mỏi và cô bé muốn chỉ trốn một góc và coi iPad thôi. Ngồi xa xa ra đây mình coi. Cô bé ơi, hồi nãy giờ cô bé có đi vệ sinh chưa? Chừng nào cô bé mắc vệ sinh thì cô bé đi vệ sinh nha. Đúng rồi, giỏi. Phải nhắc cô bé, nhiều khi cô bé quên luôn đó. Cô bé ham chơi quá, cô bé quên luôn. Cô bé muốn uống nước không cô bé? Ok, mày lấy nước cho cô bé nha, ngồi xuống. Ngồi xuống mày lấy nước cho cô bé uống. Cô bé tên gì? Con tên gì? Con tên gì? Con. Con là gì? Mà con tên, mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Đúng rồi, ba tên gì? Mẹ tên gì? Ba tên gì? Ba tên gì? Đúng rồi, Út tên gì? Ok tên. Út chơi tên gì? Tên tên Julia. Đúng rồi. Rồi rồi bà ngoại tên gì? Bà tên Trang. Bà ngoại tên gì? Bà tên ông. Không, ông là ba, là ông ngoại. Ông ngoại tên gì? Ông nữa không? Ông ngoại tên gì? Tên gì? Nó nhớ tên ông ngoại hay ghê, nó kêu ông nhưng mà không phải. Ông ngoại tên là Công. Bà ngoại tên gì ta? Ngoại tên gì? Đúng, đúng mấy, bà ngoại đúng mấy. Tên bảy. Rồi con tên gì? Con tên gì? Con tên gì? Chị đưa cho đi. Em gì? Em ơi, đây mẹ mẹ mẹ. Đây là mẹ em ơi. Hey. Biết cái này gì không? Ok, Daddy, come over and show everyone. Wow. Phấn. Oh, you can only pick two at a time. Một so cái we... thôi, màu nào? Màu đó màu gì? One. And then what other color? And then we're going to put it away because we want it to last a long time. Một cái nữa màu gì? Chơi cho một viên đi. Rồi. You only get two colors. Rồi không, mẹ không cần đâu, chỉ cần chơi màu xanh với màu ấy nha. Rồi đem tất vô. Okay, put it back. Yeah, không có chơi, không có lấy hay chơi hết nữa.